Này là Sanh thứ hai chứ không phải là Hiếu thứ hai nha anh em. Mình dám khá chắc rằng nó không phải là một lỗi từ tác giả Oda đâu này mà. Rõ ràng chúng ta có được sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ Thánh Oda. Xem lại cái câu thoại khi Sanh xuất hiện ở lâu đài Vanga nữa, không thể là lỗi sơ suất sơ đẳng như thế. Chắc là các bạn đang thắc mắc mình nhắc đến cái lỗi gì đúng không? Nó chính là vết sẹo của Sanh. Thứ mà Rau Đen đã ban cho Sanh hơn 11 năm về trước. Từ khi xuất hiện ở chapter đầu tiên thì vết sẹo của Sanh đã lành. Chứng tỏ một khoảng thời gian trước cả 11 năm này nữa thì Sanh đã đụng độ với băng Rau Đen. Oda đã cố tình tạo nên một sự kỳ diệu để chúng ta lầm tưởng nghiêm trọng. Cụ thể thế nào thì mình sẽ đưa ra một gợi ý dành cho các bạn nha. Tại chapter 434, Sanh xuất hiện trên tàu của Tứ Hoàng Rêu Trắng. Trong một góc nghiêng thì dễ dàng nhận thấy được vết sẹo của Sanh kéo dài lên đến trán. Nhưng đến chapter 907, cũng là Sanh xuất hiện và góc nghiêng y chang thì lại không có được vết sẹo trên trán. Hẳn thì với một số anh em đã nghĩ rằng nó là lỗi mà tác giả Oda đã thể hiện trong lúc vẽ tranh. Thật ra thì nó không phải là vấn đề quan trọng vì làm sao mà có đến hai Sanh tóc đỏ kia chứ. Kèm theo việc Sanh xuất hiện ở thánh địa để bèn với một hải tặc nào đó hẳn là có lý do. Những người mà Sanh muốn bèn đến này là ai chưa được tiết lộ và chúng ta luôn nghĩ Rau Đen hoặc Luffy. Ở thật ra thì người đó có thể là Sanh tóc đỏ. Nghe hơi rối một chút, nhưng dám khá chắc rằng khi xem các phân tích của mình sau đây, các bạn sẽ có thể nhận ra một phiên bản khác giống Sanh tồn tại trong One Piece với vai trò khác. Đến đây thì với những anh em nào chắc chắn rằng chỉ có một Sanh tồn tại thì có thể dừng video lại, bởi vì nó sẽ tiết lộ những điều bạn chưa bao giờ nghĩ tới trong One Piece. Sanh tóc đỏ thứ hai không phải là Tứ Hoàng Sanh. Quá nóng, mừng khai trương, shopping Red Rock giảm 50% tất cả các sự kiện. Vòng quay chúng ạ siêu VIP chỉ một ổ bánh mì. Vòng quay siêu đặc biệt 18.000 robot tỷ lệ chúng cực cao. Vẫn còn rất nhiều ác nhân phẩm đặc biệt chỉ với giá 19k. Nhanh chân ghé shop, quẹo lửa các tình yêu ơi. Và chắc tới 1083, Roger đã nhắc đến một nhóm người gồm 19 thành viên được gọi là Thánh Hiệp Sĩ. Họ là những người làm việc trực tiếp cho chính phủ và đến giờ mới được giới thiệu. Video trước đó mình đã có phân tích cụ thể về vai trò cũng như các hoạt động của nhóm này. Anh em có thể xem lại nên mình không nhắc thêm về nó nữa nha. Có một người xuất hiện với nhân dáng và tướng đứng giống hệt như Sanh, cả về thanh kiếm cũng rất giống với Rifong. Và mình cho rằng kiếm thuộc hạng cực phẩm, mỗi thanh là độc nhất. Hình dạng của phần tay cầm có thể giống nhau như Ace của Roger hay Rifong của Sanh. Nhưng việc thể hiện hình bóng của Sanh cho thấy được ẩn ý của tác giả Oda khá rõ ràng và đang ám chỉ đến Sanh hoặc một người khác giống như Sanh. Giờ đi các bạn nên lật lại chapter 1055 rồi so sánh. Oda đã vẽ hình ảnh của Sanh dưới dạng một cái bóng đen, trong khi Lucky Row ở một khoảng cách xa lại thấy được rõ ràng khuôn mặt và trang phục. Việc lặp lại bóng đen này hẳn là có một sự cố tình chứ không hề vô ý một chút nào cả. Với một vài bộ manga khác thì có thể chúng ta cho rằng đó là một thứ gì đó không quan trọng. Nhưng với One Piece, mỗi tình tiết đều có ý nghĩa riêng để liên kết với nhau thành một câu chuyện mạch lạc. So sánh hai bóng đen này thì không thể xảy vào đầu, đó là hình dạng của Sanh, tức là đang ám chỉ cùng một người. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn vào phần mở đầu mình đã đề cập. Trước hết hãy xem lại chapter 434, khi Sanh lên tàu Moby Dick để yêu cầu Rau Trắng ngăn Ace chỉ bắt Rau Đen vì sức mạnh của hắn ta rất khủng khiếp. Sanh đã ám chỉ vết sẹo của mình, chứng tỏ nó là minh chứng khiến cho ta cảm thấy nhức nhối nhất, đến mức Sanh đã sử dụng biểu tượng này để làm lá cờ cho bằng tóc đỏ. Nhưng đừng chú ý đến ý nghĩa vết sẹo mà hãy nghĩ đến góc nghiêng của Sanh. Anh ta luôn được thể hiện hình dạng với cái sẹo ở bất cứ khi nào xuất hiện, dù là xa nhất như chapter 1 các bạn đã thấy. Dĩ nhiên thì chapter 434 người đó vẫn là Tứ Hoàng Sanh với vết sẹo do Rau Đen gây ra. Chuyển sang chapter 907, một nhân vật mái áo tròn đen có nhân dáng giống hệt như Sanh xuất hiện ở Marine Joy. Chính xác hơn thì đến giờ chúng ta vẫn khẳng định đó là Sanh tóc đỏ. Nhưng làm sao một tứ hoàng hải tặc như Sanh có thể đặt chân lên vùng đất của Thánh, nên những nô lệ, thiên long nhân hay hải quân cấp cao mới có thể đến được. Có thể tin rằng Sanh đã liên lạc với chính phủ nhằm đưa ra các thỏa thuận, nhưng hãy xem lại thời điểm nhiều năm về trước. Anh ta đánh cắp trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi, đó là trái ác quỷ mà họ vô cùng cẩn trọng trong việc áp tải, và họ luôn săn lùng nó trong 800 năm vì khi thức tỉnh sẽ mang lại hệ lụy rất khó lường. Ngũ Lôi Tinh làm sao có thể bỏ cục tức này mà tiếp chuyện với Sanh đây? Rất khó để tưởng tượng được những người điều hành thế giới là nhượng bộ cho một hải tặc, dù thực lực của họ đáng sợ thế nào đi nữa thì cũng không thể làm cái việc nhục nhã như thế. Trong khi Garp hợp tác với Roger trong trận chiến của Valley thì họ đã cố gắng che đậy nó vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của chính phủ và hải quân. Làm sao tin được họ hợp tác với Sanh? Trở lại với vết sẹo, cũng một góc nghiêng đó nhưng mà chúng ta không hề thấy được bất cứ vết sẹo nào kéo dài trên trán của Sanh. Chuyện quái quỷ gì thế? Lỗi của người vẽ ư? Giờ thì mình nghĩ các bạn nên xem lại một số lỗi gần đây của tác giả Oda. Điển hình như số áo bên 05 ánh lá được viết thành 06, hay tóc của Seraphim Kuma đáng lẽ là màu trắng vì nó thuộc chủng tộc Lunaria, nhưng tác giả Oda lại vẽ thành màu đen. Ngay lập tức tác giả Oda đính chính lại tin tức này trong một lá thư gửi đến cho độc giả được đăng tải khắp nơi trên thế giới, xác nhận đó là lỗi của mình. Trước đó nữa, khi mà Ace gặp Sanh thì anh ta đã có cho mình hai cánh tay. Sau khi phát hiện lỗi này, tác giả Oda đã cho sửa lại trong anime thành một tay. Nhưng còn lỗi về cái vết sẹo ở cùng một góc nghiêng lại không thấy được đề cập một lần nào nữa cả, chứng tỏ được vị vết sẹo khác nhau như vậy là đã có chủ đích từ trước. Thậm chí nếu xem lại chapter 907 thì không có bất cứ một khung tranh nào cho thấy toàn bộ khuôn mặt của Sanh để nhìn thấy vết sẹo đặc thù, thứ để nhận biết rằng đó là Tứ Hoàng Sanh tóc đỏ cả. Ngay cả bản anime được ra mắt thì Sanh cũng chỉ được thể hiện trong bóng tối với lớp áo choàng, đến khi nhìn thấy mặt thì cũng chỉ là nửa khuôn mặt bên phải và sau đó là chuyển đến góc nghiêng như khi đến tàu của băng Rau Trắng mà không có lấy vết sẹo. Thế thì nên đã có sự phân biệt được rõ ràng nào là lỗi vĩ hay là sự cố ý hay chưa. Cùng với các dữ liệu kể trên thì bằng nào đó Sanh có thù với chính phủ từ vụ cướp trái của truyền thuyết để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn ở hiện tại. Và anh ta cũng không hề chịu trách nhiệm gì cho vụ đó ngoài việc bị treo thưởng cao nhất trong quanh bì ngay lúc này. Và người xuất hiện thánh địa Medenjoy không phải là Sanh, mà là một người thuộc dòng dõi thiên long nhân, gia tộc Figelen.
Và nếu các bạn chú ý trong suốt cuộc trò chuyện của Ngô Lê Tinh với người này, họ không gọi anh ta là tóc đỏ như cách đã gọi với Sean, họ chỉ gọi là cậu. Mình còn nhớ trong một lần nào đó thì Ngô Lê Tinh nói rằng mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ khi mà chọc giận tên tóc đỏ. Thông qua hai cách gọi này chứng tỏ được có sự khác biệt giữa Tứ Hoàng Sean và người mà Ngô Lê Tinh tỏ ra tôn trọng ở Thánh Địa. Giờ thì hãy liên hệ với phim Red. Khi mà Ngô Lê Tinh biết Uta là con gái của Sean thì họ cho rằng cô ấy có mối liên hệ với gia tộc Figurland, chứng tỏ được Sean cũng là gia tộc Thiên Long Nhân này. Với lý do đó thì người xem mặc định Sean đến Thánh Địa Medinchoy được là vì anh ta thuộc một trong số các thành viên của Thiên Long Nhân. Nhưng làm cách nào để một đứa trẻ lưu lạc bên ngoài từ khi mới lột lòng được chính phủ xác nhận là thành viên thuộc gia tộc Figurland? Hãy đặt ra nghi vấn đó đi em ạ. Chỉ cần là một gia đình rời khỏi Thánh Địa để sống như một người bình thường, gia đình Doflamingo đã bị từ chối phủ phàng trong việc phục hồi thân phận. Sean chẳng có bất cứ một cái dấu hiệu nào để nhận ra anh ta là một người thuộc gia tộc Figurland cả. Roger còn chẳng biết thì làm sao mà chính phủ biết. Từ nhỏ Sean đã sống trên tàu của Roger. Roger nhận nuôi Sean khi là một đứa bé như Sean nhặt Uta. Trải qua hơn 15 năm sống trên tàu của Roger thì Sean thay đổi rất nhiều. Làm sao có thể nhận ra dòng máu của Sean là Long Tinh? Ai dám đứng ra đảm bảo điều đó? Kể cả Sean, anh ta cũng muốn tìm One Piece để tạo thành mối lo sợ tột độ cho chính phủ. Thì lý do gì họ chấp nhận thỏa thuận của Sean để Sean bén đứa mình? Dựa vào gia tộc Freeland được tiết lộ, mình cho rằng thật ra có một người khác giống hệt như Sean sống trong Thánh Địa Medinchoy. Và người này thuộc gia tộc Freeland, cũng chính là anh em sinh đôi của Sean. Chỉ có như thế thì khi mà Sean lớn lên, Ngô Lê Tinh nhận ra Sean giống hệt như vị Thiên Long Nhân này và nhận định anh ta thuộc gia tộc Freeland vì không thể có hai người giống nhau một cách kỳ lạ đến như thế. Có vẻ lúc này chúng ta nghĩ đến Tatsugi và Kuna, mà thật ra độ tuổi của cả hai người này là khác nhau. Họ sẽ không giống nhau hoàn toàn khi cùng một độ tuổi. Yoro chỉ cảm thấy giống chứ không khẳng định Tatsugi là Kuna. Trong trường hợp của Sean thì khác. Anh ta và thành viên gia tộc Freeland giống nhau như hai giọt nước, cả về màu tóc lẫn mọi thứ, chỉ khác nhau vết sẹo mà thôi. Thứ đến nhận diện Sean với người anh em sinh đôi của mình. Giờ thì người anh em của Sean là một trong số 9 thánh hiệp sĩ được giới thiệu trong One Piece, nên nhân dáng của cả hai người rất giống nhau. Hội thánh hiệp sĩ này là tập hợp những Thiên Long Nhân cấp cao làm việc dưới trướng Ngô Lê Tinh, và bởi vì Ngô Lê Tinh được giới thiệu là những Thiên Long Nhân nắm quyền hành cao nhất của chính phủ, ngồi chừng người bí mật Imsama mà không ai qua được. Từ đây người xuất hiện ở chapter 907 để đàm phán với một hải tặc mà được gọi là cậu đó, có vị chính là người đem song sinh của Sean. Người này muốn được bèn bẹt về Sean tóc đỏ vì chính anh ta sẽ trở thành một mối nghi hại rất khủng khiếp về sau. Mọi hành động của Sean không cần phải nể mặt anh ta từng thuộc gia tộc Figland nữa, hãy cứ tiến hành trừng phạt khi có bất cứ một cái động tĩnh nào đó. Và chúng ta đặt trường hợp là Sean đến gặp Ngũ Lê Tinh ở chapter 907 thì nó giống như là cá băng Sean đang bị anh ta bén đứng vậy. Hoặc cá băng làm việc cho chính phủ thì mới gặp được Ngũ Lê Tinh. Nhưng mà chúng ta thấy được gia shop đã bỏ gia đình của mình đi thì điều đó nó có hợp lý hay không vào lúc này? Hy sinh bản thân, hy sinh gia đình của mình để làm việc những cái việc gì đó cho chính phủ trong khi là cả thế giới muốn lật đổ chính phủ. Vừa qua cũng thấy được bên không xá sót muốn gặp Ngũ Lê Tinh để thổ thần về một người đàn ông thông minh nhất thế giới đang tạo phản còn không được thì huống hồ gì là chuyện một tứ hoàng đến bèn bẹt về một hải tặc. Rồi trong suốt quá trình biến cố xảy ra, băng tứ hoàng này không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, không can thiệp vào một thế lực hải tặc nào bị nghi ngờ như Luffy, Mũ Rơm hay Râu Đen. Càng có thêm lý do để chứng minh người gặp Ngũ Lê Tinh không phải là Sean, mà là một người nằm trong hội thánh hiệp sĩ Thiên Long Nhân thuộc gia tộc Figland, là anh em song sinh của Sean. Họ cũng có thể là cha của Sean tóc đỏ như video trước đó mình đã nhận định với quyền năng bất lão từ trái quỷ Obenomi.